Xin chào những người anh em của tôi. Mình là Sếp 1 đây. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một địa điểm bán mua bảo hiểm độc nhất vô nhị luôn, ngay giữa lòng Hà Nội luôn. Ok, let's go. Thì anh em cũng không còn xa lạ gì nữa. Đây là cửa hàng 51 tổ quan công viên Hà Nội. Mình đã nhắc đến rất nhiều trong những clip của Sếp 1 rồi. Và tại sao mua bảo hiểm ở đây gọi là độc nhất vô nhị thì anh em cùng với mình đi vào trong khám phá nhé. Hey yo. Ok, anh em vừa xem qua một vài mẫu ở cửa hàng. Thì tại sao nó đặc biệt? Là tại vì tất cả những cái mẫu bảo hiểm ở đây ấy đều là custom hết anh em ạ. Tức là sẽ là dán thủ công hết. Như đây, như một cái mẫu này thì được dán bằng sticker. Này là set máy ảnh anh em nhé. Những cái màu như này ấy, thì chỉ phù hợp với các bạn nữ thôi anh em ạ. Còn các bạn nam thì thường thì sẽ là trắng đen. Thường sẽ là trắng đen hoặc là một vài mẫu như này. Đây. Đấy, Supremer. Màu này quá đẹp luôn. Và đây là cái mũ cũng là để trưng bày thôi. Mũ này cửa hàng không bán. Mình không hiểu nữa, gạ chủ quán lại mà không bán. Thì ở cửa hàng này chỉ có hai loại mũ thôi anh em nhá. Một là 1/2, hai là 3/4, chứ không có mũ full face ở đây. Về cái phôi mũ ấy thì có hai loại anh em ạ. Thứ nhất là ở cửa hàng có phôi mũ luôn. Nói chung là chất lượng ok. Có là chắc chắn luôn, có tem các thứ hàng hoàng này. Anh em mua lẻ thì nó tầm 150k ở ngoài. Một cái nữa thì anh em có thể dùng những cái mũ của xe công nghệ. Đó, mũ của xe công nghệ thì cái độ chắc chắn thì khỏi phải bàn rồi. Anh em có thể thấy đây là một cái mũ Grab. Mũ Grab này thì được dán 2 năm trước rồi. Chất liệu thì cũng là sticker dán vào và anh em có thể thấy màu nhé. Nói chung là không bị bong chóc. Mưa hoặc nắng thì nó có ok. Chỉ có mỗi cái là khi va đập thôi thì nó sẽ bị xước. Xước một chút. 2 năm nhá. Ngoại hình rất là tốt luôn. Hoặc là anh em có thể mua những cái mũ như thế này. Mũ này là mũ bi anh em nhá. Mũ này là mũ bi, 3/4 của bi. Thì anh em có thể mua sticker trắng đen về. Và cách dán ấy là anh em che đi cái phần màu khác. Che đi cái phần logo và các đoạn màu khác. Bình thường cái mũ bi này, chỗ này là màu xanh này. Trông nó không được đẹp cho lắm. Thì anh em có thể dán đè cái này hết lên đi. Rồi còn lại chỉ màu vàng thôi. Màu ba đấy. Còn lại nguyên một màu thì nó rất là đẹp. Đấy, cái mũ này mình cũng đội khá nhiều rồi. Đội hơn 1 năm rồi. Còn ở đây thì mình có một cái mũ khác. Mũ này mũ màu 8. Anh em nhìn như vòng mini đấy đúng không? Nhưng mà thật ra cái mũ này ấy, cái mũ này là của Uber anh em nhá. Mũ Uber ngày xưa. Không biết anh em có nhìn thấy chữ Uber sao bên trong không? Đấy. Khá là nhẹ và cũng chắc chắn. Thì dán một vài điểm như vậy thôi. Cũng dán kiểu vậy. Che hết logo đi thì nó còn một cái màu xanh này, màu xanh là màu 8 này. Thì nó thành một cái mũ rất là cá tính và mình nghĩ là đẹp. Cái quan trọng nữa là nó gần như là độc nhất thôi. Mà không hiểu sao ấy, mình thích dùng những cái mũ xe ôm công nghệ để dán lên hơn. Tại vì màu những cái hãng xe ôm ấy nó rất là ấy, nó rất là đẹp. Như cái mũ ở đây anh em nhìn thấy là đây là cái mũ Ahamu nhá. Cái mũ gốc Ahamu như này này. Đấy, thì mình sẽ dán kiểu gì? Mình sẽ dán xung quanh để nó thành như cái núi lửa ấy. Màu này màu 5 này. Xước khá nhiều rồi, mình đi khá nhiều. Anh em xem clip biết mình đi cái mũ này nhiều lắm. Cái mũ này mình tự dán luôn. Dán bằng bật lửa nhá. Thì mình nghĩ là nếu mà anh em có mũ bảo hiểm như các hãng xe công nghệ ấy, thì mua những cái sticker về thì anh em đỡ được chi phí rất là nhiều. Một cái giá như này ấy, thì nó chỉ khoảng mua một set 70.000 thôi. Thì anh em có một cái mũ khác rồi, mũ rất là phong cách luôn. Đấy, thì những cái thì nếu mà anh em không biết giá như thế nào ấy thì sẽ có clip. Mình sẽ để link sang link kênh Nghệ Sticker. Có rất nhiều clip hướng dẫn dán cho anh em. Đây anh em click vào dán rất là dễ. Hậu đậu như mình còn dán được nữa còn. Còn đây là một cái mũ Cozy hả? Con chó này là Cozy đúng không? Con chó mông to, mông trái tim này. Đấy, mấy cái này thì anh em chỉ tặng ấy thôi. Tặng cho bạn gái thôi. Mua cho bạn gái đội thì rất là thích. Còn anh em thì cứ trắng đen đi. Trắng đen hoặc là anh em cá tính hơn nữa thì dùng cái set
camping mình hay ấy. Mình dán cái xe này như này này đấy, hoặc là mình dán cái bô cũng là cái set camping như này, sẽ có hình ạ. Nó có nhiều, tức nói chung là nó có nhiều loại dán lắm anh em ạ. Một cái mũ bimin này, nếu mà anh em không thích dán full ấy thì anh em có thể dán cách như này, rồi anh em bỏ cái lưỡi này đi. Anh em mà thích thì không thích thì bỏ cái lưỡi này đi nhá, trông nó sẽ rất thể thao và nó cá tính, nó đẹp. Dán thưa như vậy cũng được nhá, không thì anh em dán full nó đều có clip hướng dẫn cho anh em hết, mình sẽ để cái link ở dưới. Ok, 3/4, cái này rất hợp cho những cái bạn nam nhá, rất là chắc chắn luôn. Cái mũ này hình như là 550 đúng không chị, 550k khi mà dán rồi nhá, dán hoàn thành rồi anh em có thể xem. Đội lên nó sẽ như thế này. Chưa, mắc bình nhỉ? mình kết hai cái mũ này hơn. Hai cái mũ bi với lại mũ Uber này hơn. Rất là chắc chắn. Thì nếu như anh em có một số anh em theo dõi mình thì ở trong miền Nam ấy, nếu mà không thể qua được cửa hàng ấy thì anh em có thể mua sẵn sticker để về tự dán. Mấy cái mũ này anh em săn trên group ấy nhiều lắm. Mình nghĩ là rất dễ để mua mà. Mấy chục hoặc là căng nữa thì tầm trăm rưỡi, trăm hai là có thể mua được những cái mũ này rồi. Còn đây là một cái mũ nó không phải là một set nữa anh em ạ. Nó rất nhiều set nó dán vào. Này, Joker này. Này là cũng có tí camping này. Sugoku này. Thì nó phối là nó được thành màu như này. Đây, cái phôi của cửa hàng ấy thì sẽ có cái chứng nhận ISO 9001:2008 này. Mình cũng đếch biết nó là để làm gì nữa, nhưng mà nói chung là nó là đạt chất lượng. Chắc là hôm nay cũng giới thiệu vậy rồi anh em ạ. Mũ thì anh em có thể lên Shopee nhá anh em nhá. Anh chị có làm một cái gian hàng trên Shopee rồi, anh em có thể vào đấy và check những cái loại mũ ở trên đấy. Có những cái set sẵn hoặc là anh em mua thêm cái sticker riêng ấy về dán cho cái mũ cho anh em. Thì những cái clip mà hướng dẫn dán mũ thì mình sẽ để link ở dưới nữa. Thì anh em xem và dán. Đấy, ngu như mình còn dán được nữa còn. Đây, cái mũ mình dán đây. Đâu ta? Quá đẹp luôn, đúng không? Thôi anh em phải công nhận đi, nó đẹp. Có chương trình gì không chị? Shopee là giá 10% 10% hả? Được 1 tuần không? 1 tuần luôn hả? Có một cái chương trình giảm giá toàn shop 10% cho anh em. Chỉ áp dụng trên Shopee cho anh em nhé. Đấy. Còn gì không chị? Hết rồi hả? Thế trả tiền quảng cáo nhé. Ok, xong rồi anh em ạ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Trả tiền hả? Mẹ mới dùng tiền lẻ. Tiền dưới này trong này. Oh man. Đấy, anh em thấy không? Làm cả cái video dài như vậy mà được có bằng này. Có đáng không? Đấy, thôi anh em ruột thịt đấy nhá thì... thôi đủ anh em thôi. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em một vài cái mũ như thế. Nếu như anh em thích mấy cái mũ này thì cứ click vào link. Ok chưa? Để tìm cho mình một cái mũ ưng ý nhất. Mấy bác miền Nam thì nên là mua sticker riêng thôi, để về tự dán cho cái mũ của mình. Ở đây cũng bán phôi mũ riêng thôi anh em nhá. Đấy, cứ nhắn tin cho shop là shop phục vụ. Ok, chào anh em và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.